tôi xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu, sản xuất thương mại, xuất nhập khẩu TNT. Doanh nhân Nguyễn Quang Duy là giám đốc của công ty TNT, là doanh nhân tiêu biểu đã đưa thương hiệu của mình trở thành thương hiệu uy tín, khẳng định được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đó chính là tâm huyết về một thương hiệu Việt Nam xứng tầm quốc tế.